Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị thính giả và chư quý đồng đạo kính mến, Phật giáo Hòa Hảo là một nền đạo dân tộc do Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng với tôn chỉ học Phật tu nhân, trọng tâm là thực hành báo đáp tứ ân, giữ tám điều răn cấm, tương trợ trong quan hôn tang tế, phù hợp với đại đa số quần chúng nên được tồn tại và phát triển trong suốt thời gian qua. Năm 1999 được nhà nước công nhận tư cách pháp nhân. Từ đó Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục đẩy mạnh phổ truyền giáo lý của Đức Thầy. Để chuẩn bị chào mừng kỷ niệm đại lễ đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ lần thứ 92, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long xin thực hiện chương trình diễn ngâm sấm giảng giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ, hầu đáp ứng yêu cầu của bà con đồng đạo gần xa. Nguyện hồi hướng công đức lành này cho pháp giới chúng sanh, cho cửu quyền thất tổ nhiều đời được nhẹ tách đường mây, sanh sang lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý khán thính giả và chư quý đồng đạo kính mến, mở đầu chương trình diễn ngâm sấm giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của Đức Huỳnh Giáo Chủ, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sấm giảng khuyên người đời tu niệm Đức Quyển Nhất Văn Lục Bát dài 912 câu, xuất bản lần đầu năm 1939. Ngài viết xong trước đệ nhị thế chiến tại làng Hòa Hảo. Sấm giảng này khởi đầu bằng câu "Hạ Nguyên nay đã hết đời" và chấm dứt bởi câu "Tới đây cũng lần ngừng lại bút nghiêng". Nội dung: Đức Giáo Chủ đánh thức quần chúng bằng cách tiên tri những cảnh lầm than khốn khổ mà nhân loại sẽ phải trải qua trong thời đại nhiễu nhương. Chẳng hạn, Ngài nói trước các năm từ lúc xảy ra cho đến khi chấm dứt đệ nhị thế chiến, mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, khỉ kia cũng bị xáo xào, canh khuya gà gáy máu đào mới ngưng. Người ta đã thấy đúng 100%. Từ khởi đầu cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai mèo kêu năm 1939 cho đến khi hai quả bom nguyên tử của đồng minh bỏ xuống nước Nhật để chấm dứt chiến cuộc gà gái 1945 không sai một mãi. Cuộc giết chóc ghê tởm của chiến tranh tuy ngưng từ năm gà, nhưng theo Đức Giáo Chủ nó sẽ còn tái diễn tại Việt Nam và sẽ lan diễn khắp nơi. Đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thấy nằm bằng non, cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Trong tác phẩm này, Đức Giáo Chủ cũng tường thuật Ngài quá hiện ra đuôi cùi buôn bán khi già lúc trẻ, dạo khắp lục châu để thử lòng trăm họ, giác tỉnh mọi người, gọi họ theo về đường ngay nẻo đạo. Kính mời quý vị lắng nghe các độc giảng viên đồng cung kính diễn ngâm. Nam mô A Di Đà Phật. Hạ Quân nay đã
trong trần hạ nhốn nhàng xiết chi. Ngồi buồn điên tỏ một khi, bá già khổ não vậy thì từ đây cơ trời thế cuộc đổi xây, điên mới theo thầy xuống chốn phàm gian. Thấy đời ly loạn bất an, khắp trong các nước bị nhộn nhàng đau binh. Kẻ thời phụ nghĩa bố kình, người thời chúng hiếu chẳng dìn dạng hai. Nên điên khuyên nhủ bằng nay, xin trong lễ thương ngài rài tình tâm. Cơ thâm thì qua diệt thâm, nào trong sách sử có lầm ở đâu. Người khôn nghe nói càng rầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo. Rồi sao sẽ thấy hùm beo khắp trong ba tánh hiểm nghèo đáng thương. Điên này dưng lình lình Phật đường đi xuống vàng dân, thấy trong ba tánh phạm trần, kẻ khinh người nhạo thần tiên quỷ tà. Mặc ai bàn tán ơi gần xa, quỷ của Phật bà sai xuống cứu dân. Kẻ xa thì mến đức ân, làm cho người gần ganh ghét khinh. Nam mô mô Phật từ bi, miệng thì niệm Phật, lòng thì tà gian. Khắp trong ba tánh trần hoàng, cùng hết xóm làng đều bị người điên. Điên này xưa cũng như ai, vào các ra đài tốt bực cứ vào sáng. Nghĩ suy danh lợi chẳng mang, bèn lên ấn vật lâm sang tu trì. Nhờ trời may mắn ơi, một khi thận thơ lại gặp đức thầy Bửu Sơn.
cúi đầu điên tỏ nguồn cơn động lòng bác ai ra ơn dạy truyền thầy điên tâm tánh quá thiền nội trong sao khác biết liền thiên cơ chuyện này thôi nói sơ sơ để rộng thì giờ nói chuyện chân tu dương trần kẻ trí người ngu ham vọng ham dù danh lợi xuê sang cờ đà đến nước ơi bất cứ an chẳng lo tu niệm tham gian làm gì Phật trời thương kẻ nhu mì trọng cha yêu chúa kính vì tổ tông ngồi buồn nói chuyện bông lông khắp trong trần hà máu hồng nhuộm rơi chừng nào mới đặng thành thời dẫu Phật ra đời thế giới bình yên điên này điên của thần tiên ở trên non núi xuống miền lục châu đời còn chẳng có bao lâu ráng lo tu niệm đặng chầu Phật tiên thế gian ít kẻ làm hiền nhiều người tàn bạo làm phiền quá công thế gian chuyện có nói không đến hồi mây rồng thân chẳng toàn thấy giết đời đến lúc cần gây mà cũng tối ngày nói xéo nói xiên dương trần tội ác liên miên sao xuống quỳnh tuyền địa ngục quy khó ra điên này nói việc gần xa đặng cho Lê Thử biết kỹ mà lo nghĩ tu tu cho qua cửa diêm ma phù khỏi xa địa ngục ngao du ở thiên đài đường đời chẳng có bao dài nên viết một bài cho ba tánh đi coi tuần đời như pháo châm má ngồi ba già yên lặng mà coi ở khung này khung thời ba tớ một thầy giảng dạy dạy đầy rõ việc thiên cơ điên đây còn dài còn khờ yên lặng như tờ coi chúng làm sao ba gia kẻ thấp người cao
chừng thấy máu đào chúng mới chịu tu. Bây giờ giả dại giả ngu cùng như nhân quỷ ở tù ngày xưa. Lúc này kẻ ghét người ưa bị điên nói bừa những việc vừa qua. Dương trần biếm nhẹ gần xa, nói quỷ nói tà đây cùng cam tâm. Ngồi buồn nhớ chuyện xa xăm, dạo trong bảy núi cười thầm sự mang. Nói rằng lòng trắng đi ham sang, sao còn ham của thế gian làm gì. Việc này thôi quá là kỳ, cũng trong Phật giáo sao thì chê khen. Lúc này tâm trí rối bèn, tiếng quyển tiếng kèn mặc y bá gia. Hết gần rồi lại tới xa, dân sự nhà nhà bàn tán cười chơi. Chuyện này cũng lắm tuyệt vời, giá như hàng tính đợi thời loạn trốn. Đến sao danh nổi như còn, làm cho hàng giò mất hồn mấy khi. Chuyện xưa thanh sử còn ghi, khen anh hàng tính vậy thì mưu cao. Chuyện đời phải có trước sau, điên khùng cờ dài mà cao tu hành. Ba già phải ráng làm lành, niệm Phật cho rành đặng thấy thần tiên. Thương đời trong già chẳng yên, khắp trong lệ thứ thảm phiền từ đây. Ngày nay thấy cuộc đổi xây, sáng lo tu niệm đắng thầy cứu cho. Mang theo danh lợi ôm ôm, sẵn của hết họ đưa ở người ăn. Đừng khi nhà mà biết niệm Phật sao bằng bạc muôn. Giàu sáng như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Cứu quyền
trần bung giả nhiều màu, thấy cánh bên tàu sao chẳng nghĩ suy. Lời xưa người cô còn ghi, những việc lạ kỳ nay có hay chưa? Chưa là chơi kẻ chẳng ưa, chớ người tâm đạo biết thừa tới đâu. Ba già mau kiếp lo âu, để sau đối ư đầu chẳng đặng toàn thấy. Việc đời nói riêng thêm nhây, nếu làm thầy phải khổ phải lao. Mèo kêu ba tấn lao sao, đến chừng rồng răng máu đào chinh ghê. Con ngựa trong trần hạ nhiều bề gian lao. Khi kia cũng bị xấu xào, canh khuya gà gái máu đào mới nói ra, nước mắt rưng rưng điên biểu vẫn đừng làm dữ làm hung. Việc đời nói chẳng có cùng, đến sao mới biết đây dùng kế hay. Bây giờ mắt việc ta tay, nên mới làm vậy cho khỏi ngày. Thiên cơ số mạng biết tri, mà sao chẳng chịu chạy đi cho rồi. Những người giả đạo bồi hồi, còn chi linh thinh mà ngồi mà nghe. Việc đời như nước trong khe, nó tưởng đặt dè nói biếm người hung. Điên này nói chỉ theo khùng, như thể dây dùng đặng cứu ba gia. Sau này kẻ khóc người la, dài ba năm nữa biết mà tà tính. Điên biết chẳng lẽ làm thinh, nói cho ba tánh mặc tình nghe không. Việc điên điên xử chưa xong,
lục châu chưa giáp mà lòng ủ ê. Người nghe đạo lý thì mê, kẻ lại nhúng trời nói lão kiếm cơm. Thấy nghèo coi thể rác rơm, rồi sao mới biết rác rơm của trời. Vì điên chưa đến cái thời, nên còn ân gian cho người cười chê. Từ đây sắp đến thảm thế, con lìa cha mẹ vợ kia xa chồng. Tới chừng đến việc ngóng trong, trách rằng trời Phật không lòng từ bi. Di Đà lục tự ráng ghi, niệm cho tà quỷ vậy thì gian ra. Khuyên đừng xài phí xa hoa, ăn cần ở kiệm đặng mà lo tu. Đừng khinh những kẻ đuôi mù, đến sau sẽ khổ gấp với mười mù đuôi. Đời nay xét tới xem lui, chừng gặp tuổi mùi mà tâm biết thân. Tu hành sao được đức ân, nhờ trời ban bố cho gần Phật tiên. Nói ra trong già chẳng yên, điên gái chèo quê giáo miền lục châu. Tới đâu thì cũng như đâu, thêm thảm thêm sầu lòng già người xưa. Ba già ai biết thì ưa, tôi chẳng nghe nói ơi thừa những việc thiên cơ. Khi già lúc lại trẻ thơ, giả quê giả dốt khắp trong thị thiền. Đi nhiều càng thám càng phiền, lên dõi xuống dịnh nào yên thân già. Tay chèo miệng lại hát ca, ca cho ba tánh biết đời loạn ly. A Di
Đà Phật từ bi, ở bên thiên trước chứng tri lòng này. Từ ngày thọ giao với Thầy, dẹp lòng vị kỷ đầy lòng yêu dân. Ngày nay chẳng kể tấm thân, miễn cho ba tánh được gần bồng lai. Đời này vốn một lời hai, khắp trong trần hạ mấy ai tu trì. Đời này danh vật làm chi, tới việc ly kỳ cũng thả trôi sông. Thuyền đưa tiên cảnh non bồng, mấy ai mà có thiền lòng theo đây. Cứ lo làm việc ta tay, bắt ngưu bắt cày đặng chung làm ăn. Chừng đau niệm Phật lăng xăng, Phật đâu chứng kịp lòng người ác gian. Thấy đời mê muội lầm than, ăn bà nói càng tội lỗi chỉnh ghê. Chớ tô không phải ngỡ lời thề, mà không đi nhớ đến đặng kề tiên ban. Nói nhiều trong già sốn sang, cùng hết sớm làng tàn ác nhiều hơn. Thầy chùa như thể cây sơn, ngoài gian coi chắc trong thời mỗi ăn. Buồn thay cho lỗ ác tăng, làm điều dối thế cho hư đạo màu. Di Đà Phật ki tổ thêm rầu, dần trong ni tăng chúng sao lừa dối dân. Có thân chẳng liệu lấy thân, tu theo lỗi cũ mau gần lầm lạc đáng thương. Nên trước Phật đường thọ lãnh dài dân. Dương trần nhiều kẻ ham sân, cứ theo biển
thân người điên. Lòng buồn mượn lấy bút nghiêng, viết cho trần hạ bớt phiền lo thu. Thương đời chớ chẳng kiếm xu, buồn cho nghĩ ba tâm nết mồ tới đuôi. Có chi mà gọi rằng vui, khắp trong nghĩ ba tâm gặp hồi gian lao. Từ đây hay ốm hay đau, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Lời Hiền nói rõ quan thâm, đặng cho ba tánh tĩnh tâm tu hành. Ngày nay điên mở đạo lành, khớp trong lễ thứ được rành đường tu. Nay đàn gần cuối mùa thu, hết ngu tới dài công phu gần thành. Xác trần đạo lý chương rành, mấy ai mà được lòng thành với điên. Điên này sẽ mở xích xiềng, giác diệu ba tánh gần miền tiên bang. Không ham danh lợi giàu sang, mong cho ba tánh được nhàn tấm thân. Thường về chầu Phật tấu trần, cầu xin Phật tổ ban lần đức ơn. Nay đàn bày tỏ nguồn cơn, cho trong trần hạ thiệt hơn toàn tường. Phật trời thấy khổ thời thương, muốn cho lễ thứ thường thường làm nhân. Đừng ham tranh đâu thiệt hơn, tu niệm chớ sờn uổng lắm dân ôi. Hồng trần biển khổ thấy rồi, ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Đừng ham nói đắng nói cay, cay đắng sau này đau đớn sâu bi. Tu hành tâm trí rắn trầy, sau này sẽ thấy việc gì trên mây. Đừng làm tàn ác hại,
sẽ có người này cứu vớt giùm cho. Dương Trần Lâm chuyện đôi con phải dẹp vị kỷ mà lo tu hành. Cải kinh tường niệm cho sành, ngày sau thấy Phật đành rành chăng sai. Lúc này thế giới bi ai, chẳng nói vắng dài Phật nọ tức tâm. Mấy lời khuyên nhủ chẳng lầm, từ đây đạo hành được mầm thanh cao. Hồng trần lao khổ xiết bao, khuyên trong lệ thứ bước vào đường tu. Xưa nay đạo hành quá lu, ngày nay sáng tỏ đền bù ngày xưa. Mặc tình kẻ ghét người ưa, điên chẳng nói thừa lại với thứ dân. Quan trường miệng nói vang dân, mà tâm dính chặt hồng trần bụi nhơ. Buồn đời nên mới làm thơ, cũng còn tay lấp mắt mới kỳ. Người đời lòng già bất tri, trông cho làm bình dĩ kỳ nó coi. Dương gian châu úp được voi, dấu đầu rồi lại cũng lòi sau đuôi. Nói nhiều mà giả chẳng nguôi, việc tu ba tánh bắn ơi lùi như tôm. Tương Phật được lúc đầu hôm, đêm khuya muốn giật kỳ nồi cơm của người. Thế gian nhiều việc nực cười, tu hành chẳng chịu lo cười lo khinh. Người già muôn gái xinh, đến sau chẳng biết thân mình ra sao. Xác thân cọp xé bèo vào, còn người tàn bao máu đào tuôn rơi. Tu hành hiền đức thành thời, ngày cha thảo Chúa Phật trời cứu cho. Bá già hãy ráng mà lo,
lão đưa đò nói chuyện quyền cơ. Bấy lâu chẳng biết làm thơ, nay viết ít tờ trần hạ tình tâm. Đến sao khổ hành khỏi lầm, nhờ công tu niệm âm thầm quá hay. Chừng nào chim nọ biến bay, cá kia biến lồi, khổ này mới yên. Nhắc ra quá thảm quá phiền, bể khổ gần miền mà chẳng chiều tu. Ngọn đèn chân lý hết lu, khóc trong lệ thứ ao tù. Từ đây thấy trong thời cuộc đổi xây, đời nay trở lại khác khi nào đời thương. Nhắc ra thêm ghét trụ dương, ham mê đắc kỳ là phương bội trang. Hết gần điên lại nói xa, nói cho ba tâm biết mà người chi. Lời lành khuyên hại gắn ghi, dương trần phải ráng tu trì sớm khuya. Đừng ham làm chức nắc nia, ngày sau như khóa không chìa dân ôi. Tu hành như thể thả trôi, nay lỡ mai bồi chẳng có thiền tâm. Mưa sâu thì quả cùng quy tâm, ngày sau sẽ biết thú cầm chỉnh ghê. Hầm béo tay tưởng bộn bề, lại thêm ác thú mạng xà rất tri to. Ba gia ai biết thì lo, gác tay dèm xem đôi có ít gì. Hết đây rồi đến gì kỳ, sửu cao thuế nặng dậy thì thiết tha. Dân nay như thể không cha, chẳng ai dạy dỗ thiệt là tham thương. Thử này đến thử Minh Vương, nơi chốn Phật đường mặt ngọc ủ ê. Cám thương trần hạ nhiều bề, bởi chưng tàn bao khó kề. Phật tiên chúng ham danh lợi điền viên, ngày sau đến việc lụy phiền suốt canh. Kệ kinh
tụng niệm đêm thanh, ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Bây giờ chưa biết cứ vàng thao, đời sau kính trọng mấy người cao tu hành. Nam mô miệng niệm lòng lành, ba gia phải ráng biết rành đường tu. Thương ai ham vọng ham dù, cũng như những kẻ đuôi mù đi đêm. Khuyên đời như giá múc thêm, mãn lo tranh đoạt thù hềm với nhau. Đến chừng có ôm có đau, giang mồm niệm Phật, Phật nào chứng cho. Dương trần tiếng nhỏ tiếng to, nói ngọng nói cò đây cũng làm thinh. Tưởng rằng thân nó là vinh, chẳng lo tu niệm cứ gần với điên. Nói ra trong già chẳng yên, bây giờ nói chuyện cởi thuyền khuyên dân. Đêm ngày chẳng nài tâm thân, nắng mưa chẳng quản tạo thần ai hay. Chừng sao đến nơi hội rồng mây, người đời mới biết điên này là ai. Lui thuyền chèo quế tay gai, thuyền đi nước ngược đến rài Cù Lao. Xa xa chẳng biết làng nào, thiệt làng Long Khánh ít người nào tu. Tớ thầy liền giả đuôi mù, bèn đi ca hát kiếm xô dương trần. Bà già tựu lại rần rần, trong nửa ngày trần chẳng có đồng chi. Nức cười trần hạ một khi, ở một đêm thì sáng lại qua sông. Bình minh vừa buổi chợ đông, bài trò bán thuốc hát rồng đời nay. Cho thiên hạ tự đông dày, rồi mới ra bài hát việc thiên cơ. Tới đây ba tánh làm ngơ, buồn cho Lê Thứ kịp giờ ra đi. Lìa xa hồng ngữ một khi, thẳng đường trực chỉ điên đi tân thành.
tới đây ra mặt người rành, nói chuyện thiệt sành thông lão đạo nho. Nhiều người xúm lại đôi con, chê lão đứa đò mà biết việc chi. Thấy đời đồng tánh từ bi, điên chẳng bắt tì còn mất việc xa. Khoan khoan chân nọ bước ra, giáp rạch cả cái rồi ra ngoài giam. Đói nhìn mây nọ trắng lam, điền ra sức lực chèo chơi một giờ. Xa nhìn sương bạc mờ mờ, Tân An làng nọ dân nhờ bắp khoai. Giá người bán cá bằng nay, dân chúng ngày rày xúm lại mua đông. Tới lui giá cả vừa xong, điện cũng bằng lòng cân đủ cho dân. Có người chẳng chịu ngang cân, bỏ thêm chẳng bớt mấy lần không thôi. Nước cười Trần Hà Lâm ô, dạng cho ba tánh một hồi quá lâu. Thân già thức suốt canh thâu, nói cho lệ thương hoài đầu mới thôi. Nhiều người nghe hấp phổi rồi hoài thuyền trở lại bồi hồi sầu bi. Giá người tàn tật một khi, xuống giảm kinh sáng được thì chúc vui. Một người nhà lá hầm hôi, mà biết đạo lý mời cùi lên chơi. Bàn qua kim cổ một hồi, cùi xuống giữa dời châu đốc thẳng sông. Đến nơi thiên hai còn đông, giả gái không chồng đi bán cao tươi. Thấy dân ở chợ nức cười, xúm nhau chiếu ghẹo đắng cười gái tơ. Buồn đời lắng mà ngần ngơ, biến mất lên bờ liền già cùi đuôi.
phố phường nhiều kẻ tới lui, thấy kẻ đuôi cùi chẳng muốn ngó ngang. Đời nay quý trọng người sang, giả ra gây lộn nói toàn tiếng Tây. Tây Nam cha chợt chú thầy, nó thấy làm vậy chẳng bắt ngài nghi. Xuống thuyền quay quá một khi, chèo lên dinh tây vô thầy núi Sam. Đi ngang chẳng ghé chùa Am, suối dòng núi sập đặng làm người ngô. Xem qua đầu tóc u sầu cũng như người tội ở tù mới ra. Chèo ghé rau việc gần xa, bồng lai tiên cảnh ai mà đi không. Nhiều người tâm đào ước mong, nếu tôi gặp được như rồng lên mây. Ấy là tại lình phương Tây, cho kẻ bảo tàng kiên thấy thần tiên. Có người nói xeo nói xiên, chủ muốn kiếm tiền nói gạt bá gia. Thoáng nghe lời nói thiết tha, sưng sưng nước mắt chèo về mặt dưng. Tay chèo miệng cung rau chừng, đường đi tiên cảnh ai từng biết chưa. Khúc thời nhắc lại đời xưa, lúc chàng Lý Phủ đổ thừa trọng ngư. Nhà anh có của tiền dư, sao chẳng hiền từ thương xót bá gia. Bây giờ gặp việc thiết tha, bạc vàng có cứu anh mà hay không. Hết tay điên lại nói đông, có ai thức tình nữ để lòng làm chi. Mặt dưng mất vàng từ bi, thuyền đi trở ngược vậy thì giảm đau. Dòm xem mới
con sông nước chảy dòng cầu. Ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thu nuốt mà người hung. Đến chừng thú ấy phục tùng, bà già mới biết người khùng là ai. Bây giờ phải chịu tiếng tai giảng đạo tối ngày mà chẳng ai